Thì hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục một cái bài cũng khá trừu tượng, đó là bài được mang tên đó là dấu hóa. Dấu hóa thì có những cái dấu cơ bản để chúng ta có thể nhận biết. Thứ nhất là dấu thăng. Dấu thăng là cái dấu ghi như thế này. Đó. Các bạn thấy là nó thăng lên thôi. Dấu thăng, thăng trong âm nhạc nó được hiểu như là tăng lên thêm 1/2 cung nha. Còn giảm là dấu B á, âm bờ. À, nhưng mà cái dấu chính xác là cái dấu B nhỏ nằm trên ấy nha, chứ không phải là âm bờ đâu. Âm bờ này mình ghi ấy thôi. À, thì âm bờ này có cái giá trị là giảm đi 1/2 cái giá trị của cái nốt mà nó muốn giảm. Thăng là tăng lên 1/2 cái giá trị của cái nốt mình muốn tăng. Thì ngoài ra nó còn có thêm cái dấu bình. Dấu bình thì lát vô trong bài thì mình sẽ nói cho các bạn hiểu hơn. À, ví dụ trên bàn phím nha. Đây mình sẽ ví dụ làm sao đây đâu là nó thăng đâu là nó giáng. Ví dụ trên bàn phím đây là nốt đô ha, mình muốn nốt đô thăng thì lên 1/2 cung là nó sẽ là nốt đô thăng đấy. Còn nếu mình là nốt giáng của nốt rê, đây là nốt rê, giáng là giảm xuống 1/2 là sẽ là nốt này đó. Các bạn sẽ thấy gì? Các bạn sẽ thấy là đô thăng bằng với thằng rê giáng đó. Nó có hai cách gọi nhưng mà cùng một cái nốt nha, có một cái nốt một thôi nhưng mà hai cách gọi. Nếu mà gọi theo đô á thì là đô thăng, mà gọi theo rê đây là rê giáng, nó chỉ là một thôi, nó không có khác gì hết. Ví dụ tiếp bó nốt son đi, son son thăng lên, son thăng thăng lên thì sẽ được nửa cung, nửa cung nó sẽ lên thằng son thăng đó. Cái nếu mà la giáng, la giáng thì nó sẽ là, nếu mà la thì nó giáng sẽ là la giáng. À, son thăng sẽ bằng với la giáng, cùng một cái tên, cùng một cái nốt nhưng mà có hai cách gọi. Và tiếp tục mình sẽ đi tới cái dấu hóa nó hơi phức tạp tí. À, ví dụ như cái bài này nha. Cái bài này thì đầu tiên không thăng không giáng. Đây, bài này không thăng không giáng nha. Cái dấu hóa là nó sẽ nằm ở trên cái bài luôn nè. À, nếu mà không thăng không giáng. Ở đây ví dụ như cái bài này, các bạn nhìn nè, không thăng không giáng thì chúng ta quánh thì nó chỉ toàn là nó trắng thôi. À, nó trắng nè, đồ rê. À, mình bấm đây các bạn để ý cái nốt đàn toàn bấm là nó trắng không nè. Đồ rê mi fa son la si. À, tiếp tục là đồ rê mi fa son, trên đó là la si đô hay gì đó. Lên từ 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 toàn là nó trắng không thôi. Mà nếu mà ở cái bài này nó có một cái dấu hóa. Ví dụ như đó là nó dấu hóa đầu tiên các bạn học đó là dấu pha thăng ha, pha thăng này, dấu này là dấu pha thăng. Tại sao đấy gọi là dấu pha thăng? Các bạn để ý nè, cái dấu thăng này nằm ở trên cái dòng kẻ thứ năm từ dưới đếm lên nè, mà cái dòng kẻ thứ năm này nằm ở trên nốt nào? Nốt pha ha, nó nằm ở trên nốt pha, vậy là pha thăng. Vì là tất cả những cái nốt nằm ở trên cái bài nhạc này, nốt nào nó pha đều phải quýnh pha thăng hết nha. Thành thử lại cái thăng âm mà nãy, à, nếu mà không thăng không giáng nha thì nó toàn là nó trắng không thôi. Nhưng mà đối với cái nốt pha thăng này á, tất cả những cái nốt pha nào mà nằm trong cái bài nhạc này á, nó đều tất cả là quýnh lên pha thăng, tức là nó tăng lên thêm 1/2 cung của nó pha đó. Đồ này mà để ý ở dưới đây nha, rê mi pha đó, bây giờ không quýnh pha thường nữa mà nó quýnh pha thăng. À, nốt pha trên đây cũng quýnh pha thăng luôn, tất cả những nốt pha này là sẽ quýnh pha thăng. Khi mà nốt pha thăng này á, chúng ta sẽ có một nốt bình, bình nốt bình tức là nó đưa nó về cái trạng thái không thăng không giáng. Đây là đó, ký hiệu của nốt bình và không thăng không giáng. Khi này chúng ta sẽ quýnh nốt pha này là pha thường. À, khi này chúng ta sẽ quýnh nốt pha này pha thường. À, cái nốt bình này nó chỉ có mang giá trị trong cái ô nhịp đó thôi nha. Nó chỉ mang cái giá trị trong cái ô nhịp đó thôi. À, ví dụ đây nè, mình sẽ chuyển qua thành nó pha. À, đây là một ô nhịp thứ nhất, ô nhịp thứ hai nha. Đồ, rê, mi, pha. Đây là pha thường này, nhưng mà khi qua nó pha tới đây nó sẽ là pha tăng. Cái dấu bình này nó chỉ mang cái giá trị cho cái ô nhịp đó thôi. Rồi mình sẽ ví dụ thêm cho các bạn hiểu, tức là cái nốt bình này, ví dụ như cái nốt bình này nằm đầu tiên ở nó pha đi. À, mà đầu bài nó có pha thăng này, à, thì nó pha bình này nó sẽ nó pha này sẽ đưa về bình thường. À,
Còn những cái nốt sau mà nốt nào nó pha nằm trong ô nhịp này nó đều bình hết. Lá, pha, pha. Nhưng mà nó nhảy qua nốt pha khác thì nó là pha thăng nha. À, nó nhảy qua ô nhịp khác nó lại là pha thăng. À, nó chỉ có mang giá trị trong cái ô nhịp của nó thôi. Đây mình sẽ đưa tất cả các dấu hóa lên cho các bạn xem. À, pha. À, pha được cái thằng đầu tiên là pha này. Đây là nốt pha này nha. À, nốt pha. Nốt pha thì nó sẽ là pha thăng. Nốt thứ hai là đô nè, nó nằm ở chân chỗ cái nốt đô. Coi thử đây. Đó, cái chân này nốt đô. Đó là đô thăng. Còn nốt này nốt son này. Đó. Nốt này là nốt rê này. Nó này nốt la. Nó này nốt mi. Nó này nốt si. Đó. Tất cả những cái dấu thăng ở đầu bài nè là những cái nốt nằm ở trong cái bài đó đều nó đều quýnh nó thăng nha. Đây là dấu hóa của nốt thăng. Còn dấu hóa của nốt dáng thì các bạn đếm ngược lại. Si, mi, la, rê, son, đô, fa. Nó ngược lại với cái dấu hóa của thằng thăng. Thằng thăng là pha đồ xón rề là mí si, còn thằng dáng là si mí là rê xón đồ pha. Đơn giản à. Rồi hôm nay chúng ta học bao nhiêu thôi, qua bài sau thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách đi sâu hơn về cái thằng dáng này.